Xin chào các anh chị nhé, mình đang có mặt tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Xuân Sơn nhé, ở đây là cách trung tâm xã khoảng 2 km. Có lô đất đây cần bán anh chị ạ, mặt tiền đường nhựa như thế này này. Lô đất này gọi là làm view nghỉ dưỡng, làm vườn tuyệt vời. Tại vì lô đất này nó giáp suối mà nước thì quanh năm. Đó. Lô đất này mặt tiền đường nhựa ấy được 26 mét mặt tiền đường nhựa luôn đấy. Đất rất là bằng phẳng nha anh chị nhé. Bên có mấy cây kia là suối đấy. Nó giáp suối đấy, giáp cái bờ suối nha anh chị nhé. Từ đây vào trong đó này, nguyên cái đám đất trống đó anh chị. Khu vực này khá đẹp, ở phía trên này có đồi đồi dốc dốc này. Đấy. Dân đây thì hơi xa xa dân, nhưng mà giao thông rất là thuận lợi. Đây gần sát vào cái đường chính liên xã luôn anh chị. Trước mặt mình đây là cái đường liên xã luôn, Xuân Sơn đi Đá Bạc, đi rất là to nha, đường mấy chục mét lận, rất là đẹp. Đó, khu này đất hiện tại đang rất là vắng vẻ nhưng mà rất là mát anh chị ạ. Đấy, dân thì thưa đó, ở trước nhà mình có nhà dân đấy, có đây có điện hết nhá, có điện đó, rất là đầy đủ. Này mình mua mình để dành được anh chị ạ, chỗ này giao thông thuận lợi rồi để dành, ok, cực rẻ luôn, chỉ có 350 triệu 1.000 m² thôi. Chưa bao giờ mà đất này là bằng giá của năm 2019 luôn, lúc mà chưa đất chưa đụng đậy anh chị ạ. Mà khi đó là đường này không phải đường nhựa đâu nha, đường này là đường đất đó. Bây giờ rất là cần tiền nên là chủ mong muốn bán cái lô đất, nó có đặc điểm, nó view suối rất là mát mẻ, không khí chỗ này khá mát mẻ, view đồi núi đó anh chị, đó rất là đẹp. Từ đây ra trung tâm xã khoảng 2 km nha anh chị nhé, 2 km ra xã, đường rất đẹp như thế này này, đó có điện có nước, vô đây là dân cả đó anh chị. Chỉ riêng cái chỗ này là đất hơi vắng, tại vì thực tế ra cái đường này họ mới làm đường, trên đất dân ít người nên xung quanh thì rất là đông dân rồi. Đất lô đất này ở Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh chị em mà quan tâm thì bấm comment, mình sẽ gửi đầy đủ chi tiết cho anh chị nhé. Đó, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị vui vẻ.